Bởi vì em là mây, bởi vì em là, bởi vì em là mây, bởi vì em là, bởi vì em là mây, bởi vì em là mây, bởi vì em là mây, bởi vì em là, rất khó để tìm em trong số muôn vạn người thắp sáng cả một bầu trời đêm. Nụ cười của em vẫn luôn rạng ngời, nếu như nỗi buồn cũng chỉ là cho mây âm u khiến cho em phải thêm tâm tư. Thoát ra khỏi đây làm sao để anh có thể gặp được em trong mơ. Nỗi sợ lớn nhất trong anh chắc chắn không phải khi mà anh nhìn em cầm tay một ai, mà là ký ức mong manh của anh và em. Mình đã đi cùng nhau giờ không mở phai với ngọn lửa tình yêu mà ta từng trông ngồi ta theo gió bay thật xa về chân trời. Sẽ rời phố quen không còn em đằng sau để thắp những áng mây. Bây giờ em ở đâu? Em là mây, 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 bởi vì em là.